Sáng nay ngày 31 tháng 8, Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau triển khai điểm bán hàng chợ tạm tại phường 9 thành phố Cà Mau. Chợ tạm được bố trí tại đường Châu Văn Liêm thuộc khóm 3 phường 9, nằm giữa đoạn đường Nguyễn Trãi Lê Duẩn với 11 quầy. Giãn cách sau này là chưa có đi chợ, 6 ngày nay là không có đi chợ nào, chứ không có chợ nào đi được hết. Thì bữa nay được cái ngày đi chợ thì cũng mấy cái chợ phường 4, thường là đi chợ phường 4 nhưng mà không, hôm nay không vô chợ được. Được cái lực lượng mà đầu đường hướng dẫn vô đây thì mua cái chỗ này thì có cái gì mình mua nấy thôi, chứ cái chợ như thế này thì cảm thấy cái không khí nó thoáng đi, mình cũng hơi yên tâm được một chút hơn là vô những cái chợ truyền thống mà nó tù nó bí rồi này kia, nó đi cũng ngán lắm. Thì mình cứ chấp hành cái 5K là mình khẩu trang rồi mình giữ khoảng cách, ví dụ mua những cái nào cần thiết hoặc những cái nào không cần tập trung thì mình cũng nên giãn ra thôi. Tại khu chợ tạm này, về nhóm hàng công nghệ thực phẩm có 6 quầy do Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh Cà Mau, siêu thị Vinmart, Vinmart Plus Cà Mau cung ứng các mặt hàng như khẩu trang, nước sát khuẩn, giấy vệ sinh, công nghệ phẩm, thực phẩm tươi sống. 5 quầy cung cấp thực phẩm như thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả tươi sống, vân vân do Công ty Cổ phần Chăn nuôi Cổ phần Việt Nam chi nhánh tại Cà Mau và Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Cà Mau cung cấp. Thì nhằm đáp ứng được cái nhu cầu thực phẩm thiết yếu cho người tiêu dùng, thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban tỉnh cùng với Sở Công Thương Cà Mau, thì nay Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP chi nhánh tại Cà Mau đã mở những cái điểm bán hàng bình ổn giá trong cái khu là những cái khu là cách ly phong tỏa và những cái điểm bán bình ổn giá là trong các cái chợ truyền thống, thì nhằm đem lại cái nguồn thực phẩm thiết yếu đến cho người dân với cái giá cả là bình ổn. Những cái sản phẩm là bên công ty cung cấp gồm có ví dụ như là thịt heo sạch, gà, trứng để cung ứng cho cái người dân trong cái vùng phong tỏa nói riêng và toàn cái người dân trong thành phố Cà Mau nói chung. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân tỉnh, thì chỗ Sở Công Thương thì phối hợp với chỗ Ủy ban nhân thành phố thì triển khai cái điểm bán hàng thì gọi là cái chợ tạm trong cái khu vực của phường 9, thì cái các điểm bán hàng này nhằm để phục vụ cho khoảng 2.762 hộ với trên 12.900 hộ, 900 nhân khẩu. Sở Công Thương như phối hợp với chỗ Ủy ban nhân thành phố thì chúng tôi đã tổ chức cái điểm này để phục vụ bà con trong thời gian mà bị có quyết định phong tỏa cũng như là phục vụ khu vực vùng điểm. Thì về cái hàng hóa mà để mà cung ứng để phục vụ người dân trong đây, thì hàng hóa các cái doanh nghiệp là cam kết là hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và cái giá, nhất là cái giá thì bán từ bằng đến thấp hơn cái thị trường là giá ổn định. Thì chúng tôi sẽ trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cùng với các lực lượng chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các cái cơ sở thực hiện đảm bảo về cái cung ứng hàng hóa tại điểm bán hàng này. Thì bên cạnh đó thì ngoài cái việc mà cung ứng hàng hóa thì chúng là cái việc đảm bảo về cái thực hiện phòng chống dịch thì phải đảm bảo như vậy, thực hiện hay nghiêm các cái nguyên tắc 5K. Thì trong đó thì chúng tôi bố trí là dăng dây, như là có khoảng cách giữa người mua và người bán là cái khoảng cách tối thiểu phải đảm bảo. Thứ hai thì người tiêu dùng đi khi đến đây mua thì cũng phải có giữ cái khoảng cách và đeo khẩu trang, rồi thực hiện đúng các nguyên tắc, cái biện pháp về cái phòng chống dịch. Thông tin từ ông Bùi Tứ Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau. Dùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 tại khóm 2, khóm 3 phường 9 gồm 405 hộ dân với 1.553 khẩu được địa phương bố trí người đi chợ hộ. Riêng đối với các hộ dân trên địa bàn còn lại thuộc vùng điểm của phường 9 sẽ được đi chợ tạm 3 ngày một lần, sử dụng phát giấy đi chợ được Ủy ban nhân dân phường 9 ghi rõ ngày, khung giờ được đi chợ cho các hộ dân thực hiện. Các đơn vị bán hàng, người dân thuộc địa bàn phường 9 thành phố Cà Mau đi chợ tạm phải tuân thủ thời gian theo quy định và thực hiện thông điệp 5K nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả.